rồi đây ha. Thì sau khi hoàn thành mình sẽ quay cái clip ánh sáng sau khi hoàn thành cho tất cả mọi người xem ha. Đây là container lớp 6B. Đây 1 2 3 4 5 6, mình sẽ quay cận xíu ha. Như mọi người thấy nè, thì đây cái vị trí bên đèn benzin á, mình sẽ lắp là Henvey L92 Pro. Bên trong là mình sẽ lắp cái bộ bi F cộng anh cha, và bên dưới mình sẽ lắp bộ bi là X-Line, bi gầm X-Line ha, nhiệt màu 4300. Thì combo này nó gồm nhiệt màu 4300 nè, 5500 và 5000, nó sẽ kết hợp với nhau và bám đường rất là tốt nha. Đây mình sẽ ghi hình sơ qua cho tất cả mọi người xem là cái bi đã hoàn thành. Lúc này là chưa mở đèn ha. Nhìn cũng rất là đẹp rồi. Thì bây giờ mình sẽ test cái ánh sáng đèn cho tất cả mọi người xem ha. Wow, cực kỳ đẹp nha. Một anh khách rất là chịu chơi nha. Rồi bây giờ sẽ mở lại đèn gầm. Mở đồn ơi, đèn gầm thôi. Đây ánh sáng đèn gầm ha, mọi người thấy ha. Nó đang là phai vàng. Nó sẽ không vàng giống như là đèn halogen, nhưng mà nó sẽ sáng hơn một tí, nhưng bám đường rất là tốt ha, mọi người thấy nè. Những cái vùng vàng nè, đây là bị gầm nha. Rồi bây giờ mở luôn hai cái đèn trên. Đây, đừng khoan ở đá pha nha. Đây là ánh sáng combo gồm 6 pin. Mở cùng một lúc ha. Mọi người thấy nè, sáng rất là tốt, mịn, chảy đều và rộng ha. Thì ánh sáng như thế này thì mình đi đường rất là tốt, phát hiện chứng ngại vật thì rất là nhanh ha, nên là an toàn hơn khi mà chúng ta đi một cái đèn khá là tối. Rồi bây giờ đá pha. Wow, giữ pha nha. Rồi mở code đá pha code. Wow, cực kỳ sáng nha. Rồi tắt đèn giùm luôn Tròn ơi. Đây, rồi cảm ơn mọi người nha.